hai chiếc xe cẩu có sải cánh dài gần 20 mét vươn tới 5 tầng chung cư đã được hội thiện nguyện BDS của ông Trần Huy Đăng, thường được biết đến với tên Tám Sang, đã mang gần 1.000 phần quà là nhu yếu phẩm phát cho khoảng 900 hộ dân tại chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10 trong sáng ngày 6 tháng 9 năm 2021. Cầu cẩu được bố trí đứng giữa các dãy nhà chung cư, mỗi lần cẩu nhiều gói quà nặng hàng chục kg lên các lầu khác nhau của tòa nhà. Hàng chục chiến sĩ bộ đội và tình nguyện viên của phường 9 đã đứng sẵn tại các lầu để đón nhận phần quà, sau đó mang tận cửa từng hộ dân, hạn chế tuyệt đối việc người dân xếp hàng, tụ tập đông người trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp. Tại vì anh nắm cái kế hoạch đó là mình đi hai bên hành lang, rồi cái xe tiếp tới hoài cứ nó dọn xe nào hết, xe cẩu nào hết cho nó dọn lên. Còn giờ hai chiếc nằm một đường là mình không thể nào mình tiếp tới hoài vô trên xe cẩu được. Ok. Nghĩa là lô A là chờ tầng 48, họ là 148, tầng 248, tầng 348, B, C, D giống nhau. Trước đó một ngày, nhóm thiện nguyện BDS cũng đã phát hàng nghìn phần nhu yếu phẩm cho 14 lốc ở chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10. Hôm nay làm phường 2 rồi, bữa nay làm phường 9 với lại phường 3. Bây giờ bữa làm 14 lốc chung cư rồi. Và bữa nay mình sẽ tập trung mình làm là 10 lốc. Thì 10 lốc là mình chia ra hai phường. Phường 9 mình làm xong rồi nó sẽ là 1.000 phần, hơn 1.000 phần. Chắc chắn là làm lúc chỗ nào nó cũng sẽ phát sinh. Thì sau đó mình làm đây xong rồi tới trưa đó mình ăn cơm tại đây rồi bắt đầu mình di chuyển qua bên phường 3 mình làm tiếp. Cái cẩu này ví dụ mình đẩy đó là khoảng là tầng 5. Tại cái tay nó dài tới gần 20 mét luôn. Cái mười mấy mét đó, gần 20 mét đó. Thì xe càng lớn thì tay càng dài. Thì mình cẩu thì được, khi mà đưa hàng lên đó mình chịu khó, mình lấy, quan trọng là cái em cẩu, cái kỹ thuật cẩu á. Làm sao mà khi mà nó hạ cái bao đồ đó, đọc được bên trong, không ảnh hưởng tới cái vấn đề dây điện. Thôi giờ không bị rớt những cái vỏ quà. Trong 2 ngày hoạt động là cho mấy chục ngàn nhân khẩu rồi, chưa ra có rớt một vỏ nào xuống. Trước khi mà mình lên phương án mình làm này là lên phương án cả tháng rồi. Rồi mình cũng đã tập dập thử rồi. Đó. Để mình tính tới cái việc vận chuyển bằng xe cẩu đưa lên đến tay cho bà con đến tầng nhà một đó. Thì chỉ có như vậy mình mới làm nổi thôi, chứ giờ chung cư nhiều quá, không thể nào xách chạy lên lầu chạy xuống, xách chạy lên là khi mà chừng 2 lầu thôi là ná thở nằm đống rồi, không làm nữa. Nó là như vậy. Chung cư Ấn Quang và nhiều chung cư cũ khác tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Mặt trận Tổ quốc phường 9 cùng nhiều hội thiện nguyện, mạnh thường quân đã liên tục có những túi quà an sinh, phát thuốc điều trị F0 miễn phí tại nhà để giúp cuộc sống người dân ổn định. Và dặn dò bà con thực hiện, một là thực hiện đúng theo quy định, chấp hành đúng theo quy định của nhà nước. Cái thứ hai là chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc về bảo đảm an toàn trong quá trình phòng dịch, đặc biệt là 5K, chúng ta bây giờ có 5K cộng rồi. Thì chúng ta phải tuân thủ đúng nguyên tắc như thế. Cái thứ hai mục đích gì, nhắc bà con gì ổn định trong tinh thần. Cái thứ ba là gì, cố gắng giữ gì tất cả mọi thứ để đảm bảo an toàn cho mình, cho mọi người xung quanh và mọi người trong khu phố này nữa. Đó thì mong thời gian tới thì chúng ta để nhanh chóng chúng ta là hết dịch, chúng ta quay lại cuộc sống bình thường. Trời ơi, cảm ơn nhiều. Trời, còn gì bằng nữa cơ. Thương lắm, thương mấy chú bộ đội lắm. Không có tụ tập đông người á, lỡ lây nhiễm. Giống như trong cái hoạt động ngày hôm nay, hết sức ý nghĩa, thì mỗi hộ dân sẽ được hỗ trợ một phần quà 350.000. Với 900 hộ như vậy thì tổng kinh phí trị giá là 315 triệu đồng. Đó là một con số rất là cảm kích đối với cái hội thiện nguyện. Chiều cùng ngày, hội thiện nguyện BDS cùng lực lượng bộ đội và cán bộ phường tiếp tục trao hàng trăm phần quà cho các hộ dân gặp khó khăn tại phường 3, quận 10 cũng bằng hình thức tương tự. Để rồi, chú mở phần quà nhé.